Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học vật lý 12 của trang web học trực tuyến olm.vn. Trong chương 7 vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các vấn đề cơ bản của vật lý hạt nhân đúng không nào? Hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập và củng cố lại những nội dung kiến thức đó nhé! Ở chương này, các em đã được học về tính chất và cấu tạo của hạt nhân, năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng, phản ứng hạt nhân, phóng xạ, phản ứng phân hạch và cuối cùng là phản ứng nhiệt hạch. Đầu tiên, về tính chất và cấu tạo của hạt nhân, ta biết rằng nguyên tử thì bao gồm hạt nhân và vỏ đúng không nào? Vỏ bao gồm có các electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân. Thế còn hạt nhân thì lại bao gồm hai hạt, đó là hạt proton và hạt neutron. Proton thì mang điện tích là dương E, thế còn neutron thì không mang điện tích. Hai hạt này có khối lượng xấp xỉ bằng nhau và bằng 1,67 x 10 mũ trừ 27 kg. Khối lượng này rất lớn so với khối lượng của electron, chỉ bằng 9,1 x 10 mũ trừ 31 kg thôi. Thế nên là khối lượng của nguyên tử chúng ta sẽ coi là tập trung chủ yếu ở hạt nhân các em nhé. Người ta dùng ký hiệu hóa học X của nguyên tố để đặt tên cho hạt nhân, kèm theo hai chữ số là Z và A như các em thấy ở trên. Trong đó thì Z được gọi là nguyên tử số, cũng chính là số proton và số electron của nguyên tử, thế còn A thì là số khối. Số khối thì lại bằng tổng số nucleon ở trong hạt nhân, tức là số proton cộng với số neutron. Do đó từ ký hiệu của nguyên tử hay là ký hiệu của hạt nhân thì ta cũng hoàn toàn có thể tính được số neutron, chính là N thì bằng A trừ đi Z phải không nào các em? Theo cô thì những nội dung kiến thức về tính chất và cấu tạo hạt nhân sẽ không khó đối với các em, bởi vì chúng ta đã học ở chương trình lớp dưới rồi và cũng học cả ở trong môn hóa nữa. Các em hãy trả lời một số câu hỏi tương tác cô cho sau đây, xem mình đã nắm rõ nội dung này chưa nhé. Để tiện tính toán các khối lượng hạt nhân thì người ta đã định nghĩa một đơn vị mới đo khối lượng vào cỡ khối lượng các hạt nhân. Đơn vị này được gọi là đơn vị khối lượng nguyên tử, ký hiệu là U. Đơn vị U thì có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng vị carbon 62. Cụ thể là một U sẽ bằng 1,66055 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Từ đó thì ta cũng tính được khối lượng các hạt proton thì là 1,00728 U, neutron là 1,00866 U và electron thì là 5,48 nhân với 10 mũ trừ 4 U. Khi biết được khối lượng các hạt rồi thì ta tính được khối lượng của hạt nhân hoặc là khối lượng của nguyên tử ra U phải không nào? Ví dụ như là hạt heli 24 thì có khối lượng là 4,0015 U. Và khi xem xét một hạt nhân cụ thể thì ta thấy rằng khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nucleon tạo thành hạt nhân đó. Và độ chênh lệch giữa hai khối lượng này được gọi là độ hụt khối của hạt nhân, ký hiệu là delta M. Delta M thì bằng tổng khối lượng của các nucleon trừ đi khối lượng của hạt nhân. Các em hãy tính theo công thức là delta M bằng Z nhân với MP cộng với A trừ Z nhân với MN, tất cả trừ đi MX. Dựa trên quan điểm về năng lượng thì người ta giải thích được độ hụt khối của hạt nhân. Ta thấy rằng các nucleon thì liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành hạt nhân. Và khi muốn chuyển sang trạng thái các nucleon riêng rẽ thì ta cần cung cấp một năng lượng đủ lớn để thắng được liên kết đó. Và năng lượng này được gọi là năng lượng liên kết, tính bằng công thức là V kép bằng delta M nhân với C bình, trong đó C là vận tốc của ánh sáng. Tuy nhiên thì mức độ bền vững của một hạt nhân không những phụ thuộc vào năng lượng liên kết mà còn phụ thuộc vào số nucleon của hạt nhân đó. Vì vậy người ta định nghĩa năng lượng liên kết riêng là thương số giữa năng lượng liên kết và số nucleon A. Đại lượng này đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân. Trong nội dung kiến thức này, các em cần lưu ý các dạng bài tập liên quan đến tính toán độ hụt khối, từ đó tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng. Các em hãy luyện tập qua một số câu hỏi tương tác cô cho sau đây nhé. Chúc mừng các em! Phần kiến thức tiếp theo chúng ta cần ôn lại đó là về phản ứng hạt nhân. Phản ứng hạt nhân thường được chia làm hai loại, đó là phản ứng hạt nhân tự phát và phản ứng hạt nhân kích thích. Tương tự như các quá trình tương tác cơ học của các hạt thì các phản ứng hạt nhân tuân theo các định luật bảo toàn. Trong đó có 4 định luật bảo toàn cơ bản thường hay sử dụng. Thứ nhất là bảo toàn điện tích,
Thứ hai, bảo toàn số nucleon hay là bảo toàn số khối A. Thứ ba, bảo toàn năng lượng toàn phần. Và thứ tư là bảo toàn động lượng. Do tính chất không bảo toàn khối lượng nghỉ nhưng lại bảo toàn năng lượng toàn phần của hệ trong các phản ứng hạt nhân, nên các phản ứng hạt nhân có thể tỏa năng lượng hoặc là thu năng lượng tùy theo quan hệ so sánh giữa tổng khối lượng trước và tổng khối lượng sau phản ứng. Nếu như M trước mà lớn hơn M sau thì phản ứng này tỏa ra năng lượng, và năng lượng được tính bằng M trước trừ đi M sau, tất cả nhân với C bình. Ngược lại, nếu như các em thấy rằng ở phản ứng hạt nhân này M trước nhỏ hơn M sau thì phản ứng này thu năng lượng, và năng lượng này được tính là hiệu M sau trừ đi M trước nhân với C bình. Dựa vào những điều trên, các em hãy làm một số bài tập liên quan đến phản ứng hạt nhân cô cho sau đây nhé. Chúng ta vừa nhắc lại rằng trong phản ứng hạt nhân thì có dạng phản ứng hạt nhân tự phát, đó chính là quá trình phóng xạ, phải không nào các em? Phóng xạ là quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững. Quá trình phân rã này sẽ kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phát ra các bức xạ điện từ. Tùy theo các tia phát xạ thì người ta phân loại các dạng phóng xạ, đó là tia alpha, tia beta và tia gamma. Tia alpha là dòng các hạt nhân heli 24. Thế còn tia beta trừ là dòng các hạt electron. Tia beta cộng là dòng các hạt positron có điện tích là dương e và khối lượng bằng với khối lượng của electron. Đó chính là phản hạt của electron các em ạ. Thế còn một số hạt nhân con sau quá trình phóng xạ alpha, beta cộng, beta trừ được tạo ra trong trạng thái kích thích. Khi đó thì xảy ra tiếp quá trình hạt nhân chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn và phát ra tia phóng xạ gamma. Các tia này thì có các đặc điểm khác nhau và các em lưu ý là khả năng đâm xuyên của chúng cũng khác nhau, trong đó thì tia gamma có khả năng đâm xuyên lớn nhất. Để trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các dạng phóng xạ này thì các em cần ghi nhớ các đặc điểm của các loại tia phóng xạ nhé. Chúng ta biết rằng trong quá trình phóng xạ thì số hạt nhân ban đầu sẽ giảm đi, đúng không nào các em? Định luật phóng xạ thì cho ta biết số hạt nhân còn lại sau một khoảng thời gian nào đó được tính bằng công thức là N bằng N0 nhân với E mũ trừ lambda T. Trong đó thì N0 là số hạt nhân ban đầu, thế còn lambda được gọi là hằng số phóng xạ. Từ đó thì chúng ta cũng tính được chu kỳ bán rã T thì bằng NB2 chia cho lambda. Các bài tập về phóng xạ thì liên quan đến tính chu kỳ bán rã T, hằng số phóng xạ lambda, số hạt nhân đã phân rã, số hạt nhân còn lại hay là khối lượng, vân vân. Các em hãy luyện tập thêm ở cuối bài nhé. Tiếp theo, chúng ta học hai phản ứng hạt nhân kích thích, đó là phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch. Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn. Thế còn phản ứng nhiệt hạch thì ngược lại, đó là phản ứng mà trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp thành một hạt nhân nặng hơn. Cả phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều tỏa ra năng lượng rất lớn. 1 gram urani thì giải phóng 8,5 nhân với 10 mũ 10 joule ở trong phản ứng phân hạch. Thế còn ở phản ứng nhiệt hạch, khi tổng hợp 1 gram heli thì ta thu được năng lượng lớn gấp 10 lần khi ta phân hạch 1 gram urani, đúng không nào các em? Chúng ta cần lưu ý đến dạng phản ứng phân hạch dây chuyền, trong đó có phản ứng phân hạch có điều khiển được thực hiện ở trong các lò phản ứng hạt nhân. Thế còn đối với phản ứng nhiệt hạch thì người ta mới chỉ thực hiện được phản ứng nhiệt hạch không điều khiển được. Bởi vì phản ứng nhiệt hạch có điều khiển được thì cần điều kiện như là nhiệt độ cao, mật độ hạt nhân đủ lớn và thời gian duy trì đủ dài. Các nhà khoa học đang nghiên cứu và dự kiến là khoảng 25 đến 50 năm nữa thì năng lượng nhiệt hạch mới được đưa vào sử dụng cơ các em ạ. Cuối cùng thì cô có một số câu hỏi tương tác sau đây để các em nắm rõ bài hơn nhé. Chúc mừng các em! Như vậy chúng ta đã đi hết chặng đường tìm hiểu các kiến thức trường hạt nhân nguyên tử rồi, đúng không nào? Để đạt kết quả học tập tốt hơn, các em hãy tham gia bài học tại olm.vn với video có điểm dừng, lý thuyết tương tác, câu hỏi luyện tập và các đề kiểm tra, thi thử nhé! Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em với nhiều bài học bổ ích khác tại kênh học trực tuyến olm.